Yo, thời gian trôi nhanh thật khủng khiếp các bạn. Nhớ hôm hổm thì vừa cài Sumeru xong thì nay đã tới 4.3 rồi. Thì như các bạn đã biết đó, Genshin Impact là một tựa game mà thiên về cày cuốc. Mỗi một phiên bản cập nhật thì sẽ phát cho chúng ta một số nhiệm vụ và lượng nguyên thạch là cũng khá nhiều. Tùy vào những phiên bản mà lượng nguyên thạch chúng ta sẽ tăng hoặc là về ở mức bình thường. Tuy nhiên thì với những người chơi hệ không nạp tiền hoặc là các bạn như tôi á, thì vẫn sống khỏe và sưu tập được rất nhiều nhân vật mà mình cần. Trong một năm vừa qua thì nick mình cũng đã thay đổi rất nhiều và có kha khá nhân vật tiện dụng cũng như là một số nhân vật có rấn. Nhân dịp sang năm mới thì mình mời các bạn cùng mình ngồi lại xem coi năm 2023 vừa qua nick mình đã thay đổi những gì nha. Đầu tiên là tại phiên bản 3.3 có sự xuất hiện của nhân vật mới là Wander hay là Scaramouche nếu gọi theo nick tôi. Ngoài ra thì còn có Ito Raiden. Về Scaramouche thì với khả năng bay lượn tiện lợi như vậy và người lười như tôi thì chắc chắn phải múc về để mà giải đấu cho nó khỏe. Và mình đã lệch ra mèo điện cung mệnh 3. Mặc dù còn khai khá nguyên thạch nhưng mà tại thời điểm đó thì mình nghe tin Ayatam sẽ có banner và Yelan sẽ Raiden ở phiên bản 3.4. Thành ra là tôi cũng không liều, đành chờ anh chàng này quay trở lại. Nửa sau của phiên bản 3.3 thì tôi quyết định là nổ vàng tại vì banner vũ khí rất là ngon. Đó là trấn Ayato và đoạn tháo trường đao của Raiden Shogun. Về hai nhân vật này thì tôi đều sở hữu, thành ra là dù ra cây nào thì vẫn ngon. Cái kết là đoạn tháo trường đao cho Raiden Shogun. Đến với phiên bản 3.4 được cập nhật vào hôm 27 Tết. Tại phiên bản này có sự xuất hiện của nhân vật mới là Ayatam và Sao Raiden. Mặc dù tôi rất thích các nhân vật cơ bắp và kiểu IQ cao như này, tuy nhiên thì tôi cần Yelan hơn, tại vì đơn giản là tôi còn rất nhiều team cần nhân vật cấp thủy. Thành ra là tôi cũng bỏ qua banner này. Thêm một lý do nữa là vì Tết mình khá bận, thành ra là skip cũng rất là suôn sẻ. Có lẽ là phiên bản 4.4 lần này cũng suôn sẻ luôn á các bạn. Nửa sau của phiên bản 3.4 đó là banner vô cùng hủy diệt, đó là màn quay lại của Hu Tao và Yelan. Yelan thì chắc chắn là tôi sẽ phải roll rồi. Trong quá trình roll Yelan thì tôi có cho mình là sinh diêu của mệnh 6. Do tôi đã roll Nhật Thủy tại phiên bản 2.7 trước đó, thành ra là khi Yelan về là đã có trấn sử dụng luôn. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Sau khi clear ra hoàng đi ra thì tôi ít một banner Hu Tao để mà kiếm hên, thì bất ngờ ra luôn Hu Tao. Thực sự thì lúc này hơi bị giật mình các bạn, tại vì khá lâu rồi tôi vẫn chưa nổ sớm, nhất là win 50-50 như thế này. Nhân tiện thì đang máu vua Colit là Senher nằm ở phiên bản 3.6 lận. Thành ra tôi on hết vào banner vũ khí, cái kết là ra kiếm chó và kèm theo đó là Senher đã xuất hiện tại phiên bản 3.5. Nói chung thì sau quá này thì tôi cay với lại là tôi chừa luôn các bạn. Từ đó là tôi lập kế hoạch và không bao giờ quá tin tưởng vào list nữa. Thông thường thì các banner sau tôi phân vân á, tôi sẽ chờ livestream rồi mới tới tiếp. Đến với phiên bản 3.5 thì mạng qua lại của Sino và nhân vật mới là Deja ở nửa đầu. Do không hứng thú với hai nhân vật này thành ra tôi đã bỏ qua, tích cho Senher. Nửa sau 3.5 là banner quay lại của Senher và Ayaka. Đúng 17 giờ thì tôi đã nổ vàng. Tuy nhiên thì thay vì hệ băng cầm thương á, thì nó lại ra hệ phong cầm kiếm. Sau va hụt hẳn đó thì tôi cũng tắt luôn và nói chung thì map cũng không còn gì để cày. Thả ra là đành đợi năm sau. Ở phiên bản 3.6 là mạng quay lại của Naida và Nilou ở nửa đầu và nhân vật mới là Baizhu và Ganyu ở nửa sau. Ở nửa đầu thì Nilou là một nhân vật mà tôi rất thích tại phiên bản 3.1. Do cây trấn của con mắm Yomiya thành ra tôi mới skip thôi. Và giờ chính là lúc mà tôi rước Nilou về. Bảo hiểm thì tôi cũng đã có trước đó. Sau khi Nilou về thì team nấu hạt tự hủy tôi cảm thấy là rất là vui. Ở nửa sau thì lần này tôi cẩn thận hơn. Xem livestream thì thấy Yemiko Raiden cùng với Ayatam. Thật sự là tôi khá sốc tại vì Ayatam vừa mới 3.4 thôi mà 3.7 đã quay trở lại rồi. Nhanh tới mức mà tôi chẳng thể chuẩn bị được gì. Tại phiên bản 3.7 nửa đầu là Yemiko và Yomiya. Về cái banner này thì tất nhiên tôi đã dùng hết vào Yemiko trước. Ayatam thì đành chờ Mihoyo phù hộ thôi. Và đúng như dự đoán, tôi win 50-50 tại banner Yemiko. Và bắt đầu là dùng hết vào banner trấn. Hy vọng là nó sẽ nổ vàng được, nhưng mà không. Ở nửa sau là banner Ayatam và Kazuha. Do có Kazuha rồi thành ra tôi cũng dùng hết vào banner Ayatam. Và ở lần roll thứ 24 thì tôi đã nổ vàng. Nhưng mà thay vì Ayatam cơ bắp thề thảo á, thì nó lại ném cho tôi con bé Loli hệ băng. Và còn diệt cây hơn là nó ở cùng mình một, trở về nghèo khổ. Đúng với tình hình hiện tại của nick tôi,
Sau khi xem xong livestream 3.8 thì Scaramouche đã rời lên, nên là tôi quyết tâm lần này phải có được tên mỏ hổ này. Đến với phiên bản 3.8, Eula và Kili. Thực ra ở phiên bản này tôi đang phân vân khá nhiều là có nên roll Eula hay không, tại vì cây kiếm chó thì để không thì phí quá. Không phải một cây đâu mà tới hai cây. Một cây là ở bên 3.4 trước đó, còn một cây là ở bên thường. Tuy nhiên thì nghĩ lại, tôi là một người không thích sử dụng đại kiếm, thành ra là có động lực để mà bỏ qua. Ở nửa sau banner 3.8 là banner Raiden của Kokumi và Karamoche. Đúng như dự tính thì tôi cũng đã rước được tên mổ hổ này, kèm theo đó là cố gắng lấy Faruzen cùng mệnh 6 và đã thành công. Khép lại chuỗi phiên bản 3 chấm tại Sumeru. Sang phiên bản 4.0 ở Fontaine, chúng ta được trải nghiệm cơ chế lặn dưới biển thực sự khá là thích thú. Kèm theo đó là nhân vật mới ra là Linay và Zaylan chạy lại. Ở bên nơi này do cung quá ngon mà tôi lại muốn một cây cho Ganju, thật ra là tôi cũng liều. Do có bảo hiểm từ banner 3.4 trước đó nên là cũng không sợ lắm. Kết quả là ra thêm một cây nhận thủy nữa. Ở nửa sau 4.0 là banner chiêu vé và Zhongli chạy lại. Do không có nhu cầu lấy hai nhân vật này thành ra tôi cũng bỏ qua. Đơn giản thôi, tôi có hết rồi. Ở phiên bản 4.1, ở nửa đầu phiên bản này thì lại xuất hiện một banner rất là ngon. Đó là Neumes và Hu Tao. Banner vũ khí cũng vậy. Và tôi quyết là lều một phát nữa cho cây hộ ma. Kết quả thì đây vẫn là thất bại tập 2 thôi. Ra cụ nó cái trấn của New Guinness. Sau đó thì tôi cũng cố gắng là nổ vàng nhằm mục đích là có cả nhân vật và trấn. Nhưng mà nó lại ra đi lúc mấy cây. Thông thường thì cái nét tôi là win một lần 50-50 thì mới tạch. Nhưng mà lần này là nó tạch luôn. Nói chung thì dù có thể rước được New Guinness á, nhưng mà tôi buộc phải dừng lại. Chịu quân thạch cho Furina. Ở nửa sau 4.1 là banner trả lại của Venti và nhân vật mới là Wild Thessaly. Về hai nhân vật này thì tôi không hứng thú, thành ra skip cũng rất là dễ dàng thôi. Ở banner 4.2 là Baizu và Furina. Tôi đã rước được Furina về và bắt đầu tích cho 4.3 với mục đích là roll trấn cho Yomiya và C6 của Zotara. Ở nửa sau phiên bản 4.2 là Sano và Ayato chạy lại. Và cuối cùng thì là phiên bản 4.3 hiện tại. Với sự xuất hiện của nhân vật mới là Navia, cứu rỗi hệ nham, và kèm theo đó là Ayaka quay trở lại. Do Ayaka là nhân vật đã gánh tôi từ đầu game tới giờ, tuy nhiên thì tôi chưa một lần nào roll trấn cho nhân vật này, thành ra là ngay ngày đầu cập nhật tôi cũng hơi máu. Sau khi xem nhiều ông tạch tại vì định chuẩn đúng và định chuẩn ngược, thì tôi quyết định là liều luôn và không cần định chuẩn. Và may mắn đó là ánh sáng đêm sương mù, nói chung thì ra cực rìu rồi chết luôn các bạn. Đúng là roll trấn cho con cưng nó khác là roll trấn cho con ghẻ. Yomiya thì tạch hai lần rồi các bạn. Và hiện tại thì tôi đang có 6 cao nguyên thạch với một mớ nhiệm vụ cho trấn Yomiya và Kuzosara cùng mình 6. Ok, thì đó là những thu hoạch của nick mình vừa qua. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã nhận được những gì trong năm 2023 vừa qua? Hãy để lại bình luận dưới video nha. Và video của mình tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Huỳnh Nakai xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.